Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm An Tố được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hải Linh. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về An Tố cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của An Tố Chi Diếp cá 900mg Chắc bách diệp 600mg Địa du 600mg Mã sỉ hiện 600mg Hoàng liên 600mg Thăng ma 600mg Đương quy 600mg Chư Linh 600mg Hoàng Cầm 600mg Hoài Hoa 600mg Dạng bảo chế Viên uống Bệnh trĩ là gì? Bệnh trĩ còn gọi là bệnh lòi giom, xảy ra khi các tĩnh mạch ở trực tràng dưới hoặc hậu môn bị sưng, giãn. Công dụng và chỉ định của an tố tri. Công dụng Hỗ trợ thanh nhiệt, nhuận tràng, tăng sức bền thành mạch. Hỗ trợ giảm triệu chứng của người bị trĩ như đau, chảy máu, da bùi trĩ. Chỉ. chỉ định Dùng cho người táo bón, người bị trĩ. Cách dùng và liều dùng của an tố chi. Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên trước bữa ăn. Mỗi đợt nên dùng liên tục 2 đến 3 tháng chống chỉ định của An Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng An Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm An đồng thời biết cách sử dụng An Tố sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.